Ok anh em, hôm nay mình sẽ chỉ các anh em mua điểm mà trên ứng dụng Elite nhá. Rồi anh em vào cho trang chủ đó nè, đang chạy nè, đây mình đang chạy đây, mình vào công cụ và quản lý nè. Nếu mà anh em muốn mua view, like, comment á thì anh em bấm vào cái phần này, rồi anh em bấm thêm mới, rồi đây anh em nhập link kênh vào. Đây là tiêu đề, đây là ghi chú, anh em thích nhập thì anh em nhập. Rồi xong anh em nhập cái hạn tồn tại 10 ngày này. Thì nó đi tốn 40 thịt để khi thêm link YouTube này. Anh em thêm vào xong rồi sẽ có ngày rồi anh em bấm thêm. Đó là bên quản lý like comment. Còn anh em muốn mua sub á thì bấm vô cái quản lý kênh YouTube để sub này. Đó, anh em bấm thêm, rồi anh em dán cái URL của kênh vào, rồi sẽ nó kiểm tra, nó sẽ ra đây số view, rồi số view sub ban đầu, số link thu nhỏ, rồi nó ghi chú, rồi xong em bấm thêm là được. Và nó ghi này có kênh phải có ít nhất 2 video đó để nó chạy em mà. Đó, anh em bấm thêm là xong rồi.